Những người này đã bày ra tất cả những kế hoạch này để gài bẫy tất cả chúng ta. Tôi là thanh tra cảnh sát. Nếu tôi không hiểu kế hoạch của các người thì làm sao tôi có thể bắt tội phạm được đây? Cả ba người đã phạm pháp thì cả ba người sẽ bị bắt. Đưa họ đi. Đi. Ahimanyu, bà Guru, cô không thể bắt họ được. Ubasana còn chờ gì nữa? Đi thôi. Đi. Đi thôi. Cứ mặc kệ họ đi. Đi thôi. Haruhi, chuyện gì đã xảy ra? Em không tin vào điếp của em hay sao? Tại sao em phải căng thẳng đến vậy chứ? Tôi đã muốn tặng cho em một thứ từ rất lâu rồi. Hãy luôn đeo nó. Đây chính là nút thắt kết nối mối quan hệ của chúng ta. Nếu nó luôn ở bên em thì sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra với em. Anh có thể đảm bảo rằng anh sẽ quay lại. Đã có quá nhiều cay đắng trong mối quan hệ của chúng ta rồi. Cả hai chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng chúng ta vẫn có thể quay lại với nhau bằng cách quên đi mọi thứ. Chúng ta sẽ vẫn trở lại như trước kia. Bằng cách quên đi mọi thứ, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn để có thể đi đến ngày hôm nay. Cái đám, đưa họ đi khi họ xong việc. Đi, tôi cũng thề rằng tôi sẽ không bao giờ để cho bất cứ điều gì xảy ra với anh đâu. Sẽ không có chuyện gì. Haruhi, mặt của cô căng thẳng quá rồi đó. Chắc là cô đang muốn chửi rủa tôi phải không? Cô thấy chiêu này thế nào? Cô nghĩ là mình thông minh và xảo quyệt hơn tôi sao? Cô nghĩ là cô có thể thắng được chúng tôi? Nghe đây Haruhi, tự tin là một điều rất tốt. Nhưng tự tin quá đã trở thành thái quá đó. Dù sao đi nữa, dù một người tài giỏi thế nào thì người đó cũng sẽ bị đánh bại thôi. Giống như cô bây giờ. Và hãy ghi nhớ một điều trong tâm trí bé nhỏ của cô. Lần này cô sẽ không thể cứu được Deep và cả Ahimanyu đâu. Cô đã thua rồi. Kẻ đi cùng với tội phạm và lợi dụng pháp luật hôm nay đang dạy dỗ tôi về pháp luật hay sao? Những cảnh sát thâm nhũng như cô không có một mối quan hệ nào với pháp luật hết. Còn đối với Deep và Ahimanyu, họ hoàn toàn vô tội. Tất cả chúng ta đều biết ai là tội phạm. Hãy nhớ lấy rằng cô sẽ không bao giờ giữ được hai người họ trong tù lâu đâu. Ai lại muốn giữ họ chứ? Chúng tôi không có thời gian để trông chừng họ đâu. Vì vậy lần này họ sẽ được đưa thẳng đến thiên đường luôn. Chúng tôi đã lên kế hoạch tiến họ lên thế giới bên kia rồi. Cô ta muốn nói gì vậy chứ? Cô ta muốn làm gì Deep và Ahimanyu và bà Guru? Thưa cô đang nói ai? Cô muốn bảo lãnh cho ai chứ? Về những cái tên mà cô đang nói, chúng không hề nằm trong hồ sơ bắt giữ của chúng tôi. Chắc chắn là cô có nhầm lẫn gì rồi. Không có ai được bắt giữ dưới cái tên đó hết. Cô hiểu chứ? Sao lại như vậy được? Xin lỗi.
Alo. Chuyện này là sao? Phi Rác và cả Usabana đã đưa Ahimadil Deep và cả bà Guru đến đồn cảnh sát khi họ bắt giữ họ mà. Vậy nếu như họ không có ở đây thì họ có thể đi đâu? Phi Rác và cả Ubasana sẽ làm gì họ đi? Lần này chúng tôi đã lên kế hoạch tiễn họ lên thiên đường rồi. Những lời mà Ubasana nói có nghĩa là họ sẽ xử tới luật rừng. Họ thực sự muốn giết chết họ sao? Bọn họ muốn làm gì Deep đi, Ahimadil và cả bà Guru nữa? Trà đây thưa cô. Không cảm ơn. Hãy uống thử nó đi, chắc chắn cô chưa bao giờ được dùng nó đâu. Nếu cô muốn biết về Deep, Ahimadil và bà Guru, hãy đến Takoti số 115 gần quốc lộ NH13. Deep, hôm nay trò chơi của mày sẽ kết thúc. Mày đã khiến cảnh sát truy đuổi mày quá lâu rồi. Quyết định sẽ được đưa ra ngày hôm nay tại chỗ này. Giờ mày phải chết. Đúng chỗ này rồi. Nhưng tại sao Virat và Ubasana lại đưa mình đến đây? Sao vậy ta đã? Anh Virat, em muốn thấy Ahimadil bị tra tấn. Trái tim của em đang khát khao nghe thấy tiếng hét của hắn. Em muốn hắn ta phải hét lên vì đau đớn. Hãy làm điều đó cho em đi. Ta ra đợi một chút. Kiên nhẫn thôi, chờ một chút nữa đi. Đầu tiên anh sẽ xử tình điếm này. Anh sẽ khiến cho hắn ta phải cầu xin cái chết. Vậy em sẽ rất thích thú khi nghe thấy tiếng hét của hắn. Vì vậy hãy chờ thêm một chút nữa thôi. Tại sao lại ở đây? Không có ai ở đây. Vậy tại sao người đó lại gửi cho mình địa điểm ở trên giấy như vậy? Liệu đây có phải là một âm mưu khác của họ không? Là âm mưu của Virat và Ubasana? Là cô. Được rồi đi. Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Dừng lại đi Virat. Anh có thể giết chết tôi nếu anh muốn, nhưng hãy thực hiện ước nguyện cuối cùng của tôi đi. Hãy để tôi giết chết đi. Chỉ có tôi mới có quyền giết chết hắn thôi, chứ không phải ai khác. Vì ra tôi muốn tự tay giết chết hắn. Tôi cầu xin anh đó, hãy đồng ý với tôi đi. Có chuyện gì với mày? Tao đã nghĩ rằng mày đã rất dịu dàng chứ. Mày đang tìm kiếm Deep, Ahimadil và cả bà Guru đó. Nhưng hãy tha thứ cho tao. Khi mày tiếp cận được họ thì đã quá muộn rồi. Thật ra hãy nhớ lấy một điều rằng cô sẽ không thể làm tổn thương họ khi tôi còn tồn tại đâu. Hãy nói cho tôi biết họ đang ở đâu và lý do tại sao cô lại lừa tôi đến đây. Nói hay lắm. Tao sẽ cho mày biết. Tao đã nghĩ rằng mày sẽ không muốn sống nếu như có chuyện gì xảy ra với Deep. Đó là lý do tại sao tao đã để mày kết thúc trò chơi này tại đây. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi. Đó chính là giết chết Deep. Nếu tôi không tự tay giết chết hắn thì linh hồn của tôi dù có chết cũng sẽ không được bình yên. Virat, hãy để tôi giết hắn. Làm ư? Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Hãy kết thúc Deep ngay đi, vì chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Không Ubasana, không sao đâu. Dù sao đi nữa tôi cũng đã hứa với hắn ta rằng tôi sẽ để cho hắn ta giết chết đi. Vậy thì hãy để cho hắn ta kết thúc trò chơi này đi. Sẽ thú vị lắm đó. Dù sao thì vì thực hiện tâm nguyện cuối cùng của một người sắp chết cũng là một điều tốt. Được rồi Ahimadil,
hãy thực hiện tâm nguyện của mày đi. Giết chết nó. Nhưng nghe đi, hãy làm nhanh lên, vì bọn tao không có nhiều thời gian. Aruhi, tất cả những cánh cửa trong ngôi nhà này đều đã bị đóng bằng chiếc điều khiển này. Vì vậy, nếu như mày muốn rời khỏi đây, thì mày phải đồng ý với tao một điều. Đưa chiếc vòng cổ cho tao. Chiếc vòng cổ của mày đó. Quên chuyện đó đi. Và đừng nhắc đến nó bằng cái miệng dơ bẩn của cô nữa. Tại ra đưa tôi điều khiển. Quên nó đi. Nếu như mày hành động không thông minh thì chiếc điều khiển này sẽ rơi xuống nước. Giờ này Aruhi, nếu như chiếc điều khiển này rơi xuống nước thì cả hai chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi đó. Tao chắc chắn rằng mày sẽ không bao giờ muốn điều đó. Dì điếp của mày không còn ở đây. Đừng tỏ ra thông minh nữa. Mày biết rất rõ rằng tao có quyền làm bất cứ điều gì với chiếc vòng cổ đó. Ta mới là người vợ đầu tiên của Điếp, người vợ chính thức của anh ấy. Chỉ có ta mới có quyền đeo nó, chứ không phải là mày đâu. Đưa chiếc vòng cưới đi. Cô đã khiến mạng sống của Điếp gặp nguy hiểm, và bây giờ cô đòi chiếc vòng cưới sao? Cô coi đây là một thứ đồ trang sức cho tình yêu bệnh hoạn của cô hay sao? Hay đó chỉ là một thú vui thôi? Cô muốn vậy sao? Nó chỉ là món quà tượng trưng cho sự chiến thắng của cô. Đây là tình yêu, không có giới hạn. Một chút cuồng nhiệt, một chút điên rồ. Nhưng mẹ có biết tại sao không? Trong tình yêu, trong thứ tình yêu đó, tao thậm chí có thể chết cho nó. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu đó đâu. Dù cho có chết, tao cũng không thể để anh ấy trở thành người của mày. Nếu tao không thể có được đi, thì không ai có thể có quyền đó. Tao sẽ lần nữa lịch sự yêu cầu mày đưa chiếc vòng cổ đó đi, hoặc là tao sẽ cướp nó. Tài ra đưa điều khiển đi cho tôi. Xin lỗi, điều khiển đã mất rồi. Vậy bây giờ mày sẽ phải ra ngoài bằng cách nào đi? Tôi chắc chắn có thể ra ngoài, vì đã có một cánh cửa đã mở rồi. Này, hãy ghi nhớ lấy một điều. Đừng qua mặt tao đó. Nếu như mày dám qua mặt tao, Ubasana sẽ bắn chết bà già của mày. Rất nhiều người muốn giết tao. Mày cũng muốn thử sao? Nói chuyện xong chưa? Thằng khốn, ta sẽ không tha cho mày đâu. Này, Pirat, bảo người của mày hạ súng xuống. Nếu không ta sẽ nổ súng vào não của cô ta. Đừng manh động. Đi nào. Đi thôi nào cô thanh tra. Đi thôi. Tất cả chúng ta sẽ ra ngoài. Nhanh lên. Điện thoại di động của Deep đã bật được một lúc rồi. Vậy vị trí của nó là ở đây. Có vẻ như họ đã xuất hiện gần đây. Đừng nghĩ rằng chúng mày có thể thoát chết được. Tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Tao sẽ giết chết tụi mày. Không thể tin được. Không thể tin được là toàn bộ kế hoạch của chúng ta đã bị hủy hoại, và bọn chúng lại trốn thoát một lần nữa. Vậy chúng ta thì lại mắc kẹt ở đây. Hãy nghĩ cách thoát ra khỏi đây đi. Nhanh lên Ubasana, làm gì đó đi. Hãy làm bất cứ điều gì. Sao cô nhìn chằm chằm tôi, không nghe thấy tôi nói gì sao? Làm đi chứ. Một ngôi nhà nhỏ,
một khu vườn trước nhà, và hai đứa trẻ nhỏ xinh đẹp đang chơi đùa trong sân nhà. Cô đang có vấn đề gì sao? Thực ra chúng ta nên bơ khi không thể làm được gì. Đó là điều tôi đang làm đi. Cô đang điên chứ không phải là đang mơ. Cả hai chúng ta đều bị trói rồi đi. Còn cô lại đang mơ về ngôi nhà sao? Cô bị điên rồi sao? Anh cũng thích những giấc mơ của tôi sao? Tôi rất thích nó đó. Tôi có thể hỏi anh một điều không? Tại sao tôi lại không gặp anh sớm hơn? Cô phải thấy may mắn. Vì nếu như cô gặp tôi sớm hơn, tôi đã giết chết cô từ lâu rồi. Cả hai chúng ta đều đang bị trói ở đây, còn cô lại đang phát điên. Đừng nói nhảm nhí nữa. Hãy động não của cô đi. Tôi có cách này, có thể thoát ra. Nói đi. Nhưng anh phải đến gần hơn thì tôi mới có thể nói được chứ. Ý tôi là anh phải đặt mặt của anh sát gần tôi hơn một chút chứ, phải không nào? Thật sao? Cô thích vậy thật sao? Tôi rất thích đó. Tôi rất thích giết chết cô ngay đó. Cô đúng là một con điên. Tôi mà ra khỏi đây được thì người đầu tiên tôi giết chết chính là cô đó. Sao anh lại tức giận vậy chứ? Tôi là một thanh tra cao cấp. Nếu như tay chân tôi bị trói thì chẳng sao hết. Não của tôi vẫn có thể hoạt động được mà. Anh có thể cởi bỏ dây trói cho tôi bằng miệng của anh đó. Không có ai ở đây. Điếp, Ahimadiu, bà Guru đã đi đâu chứ? Đây chính là những cảnh sát mà đã đến bắt họ. Tại sao họ lại nằm ở đây? Điều này có nghĩa là họ đã từng ở đây. Mình có thể chắc chắn rằng họ chưa đi được đâu xa đâu. Đây là nút tắt cho mối quan hệ của chúng ta. Nếu nó luôn ở bên em thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng ta. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu. Mình không thể để mất chiếc vòng này được. Đi, tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với anh. Tôi sẽ đến đó cứu anh. Em lo lắng cho anh nhiều đến vậy sao? Em đã bị thương vì bảo vệ chiếc vòng của chúng ta. Biết Ahimadiu của anh có thể làm bất cứ điều gì cho anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Cô dành tình yêu cho Điếp quá nhiều rồi đó. Anh. Đúng vậy, tôi đi. Cô tưởng tôi là Điếp, và đó là lý do tại sao cô đã nhắm mắt lại và bắt đầu mơ mộng về anh ta hay sao? Sao anh dám chạm vào tôi? Anh đã giả giọng của Điếp. Anh đã lừa gạt tôi. Cô đã không thể phân biệt được giọng của tôi và Điếp khi cô nhắm mắt lại. Vậy thì tại sao cô lại tức giận khi tôi giả giọng của Điếp chứ? Tôi nhắc anh một lần nữa rằng hãy luôn ở trong giới hạn của mình đi. Anh dám làm điều đó một lần nữa, tôi nhất định sẽ giết chết anh đó. Cô không ngăn cản Điếp đến gần của cô. Vậy tại sao cô ngăn cản tôi chứ? Có điều gì đặc biệt giữa Điếp và tôi sao? Và dù sao đi nữa thì cô cũng không nên nghĩ quá nhiều về Điếp. Vì cuộc đời của anh ta có thể sẽ kết thúc bất cứ lúc nào. Có một bí mật về cuộc đời của Điếp khiến cho anh ta sẽ bị bao vây bởi kẻ thù ở tất cả mọi phía. Và bí mật đó sẽ khiến anh ta sống không được lâu nữa đâu. Tất cả chúng ta đều đã bị mắc kẹt trong một cái bẫy rất lớn. Giờ chúng ta không biết làm bất cứ cách nào để thoát khỏi cái bẫy này. Đã đến lúc phải hoàn thành mục tiêu của chúng ta rồi. Chúng ta không thể dụ mất cơ hội báo thù thêm một lần nào nữa đâu, Ahimadiu. Chúng ta phải dứt điểm nó hôm nay. Bà Guru, bà nói đúng.
Tự tay tôi sẽ giết chết Điếp. Chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện ngày hôm nay. Chính thầy tao cũng sẽ ban cho mày một cái chết. Cái chết của kẻ phản bội